Nhờ có sự kiện lần trước, Lý Vị Ương trở thành tiêu điểm chú ý ở thôn. Chu Thanh và Lưu Thị không còn sai nàng làm việc nặng nữa. Nhưng để ở nhà lại cảm thấy ngứa mắt, quyết định để nàng đến giúp quán trà cách cửa thôn không xa. Trước giờ quán trà do Chu Giang và Mã Thị quản lý. Bán chút nước trà bình thường cùng bánh bột ngô thô giáp cho những người đi qua thôn. Thuận tiện kiếm được chút tiền. Mã thị thương Lý Vị Ương tuổi còn nhỏ mà phải chịu khổ nhiều. Nên chỉ để nàng nấu nước trong nhà kho nhỏ phía sau quán. Cũng không bảo nàng làm việc gì khác nữa. Ngay lúc Lý Vị Ương thêm lửa vào bếp lò. Đột nhiên Mã thị vội vàng tiến vào. Thấy Lý Vị Ương đang bận. Vội nói, Vị Ương. Nhanh chút, còn thiếu ít nước. Bưng 10 cái bánh bột ngô ra. Có khách quý nghỉ chân ở quán trà ta, Lý Vị Ương làm theo. Đi tới cửa, trong lòng lại thấy khó hiểu. Thương khách từ nam đến bắc có rất nhiều, mà chưa từng được gọi là khách quý. Khách quý trong lời mã thị là loại người nào nhỉ? Nàng bước chậm rãi đến cửa, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Dưới mái che đứng đầy hộ vệ mặc cẩm y màu xanh. Không nhìn rõ người ngồi giữa bọn họ là người nào chỉ có điều nhìn bên ngoài 20 con tuấn mã sen giữa là một con bạch long câu, giống ngựa hiếm, xứng đôi với yên bạc rua đỏ bên trên. Khí thế áp đảo, tiếng thúc giục của mã thị lại vang lên, vị ương. Nhanh đi, đừng để khách nhân phải chờ lâu. Không biết sao, trong lòng Lý vị ương có dự cảm rất kỳ quái. Như thể chỉ cần đi ra ngoài thì chuyện không hay sẽ lập tức phát sinh. Chân nàng không hoạt động, chỉ đứng yên tại chỗ. Vị ương. Còn không nhanh ra, chu giang nóng này, vội vàng cười cáo lỗi với khách nhân. Nhà đầu kia hơi ngốc, động tác chậm chạp, để các vị chê cười rồi. Về sau tiểu nhân sẽ dạy dỗ lại cẩn thận, sau đó truyền đến giọng nói một người có vẻ là tùy tùng, không sao. Nhanh mang nước trà lên. Già chủ ta còn phải đi gấp tình hình này, không ra ngoài cũng không được. Lý Vị Ương nghĩ ngợi, thấy vẫn nên đi ra ngoài. Vừa liếc mắt nhìn người ngồi chính giữa, chân mới bước được một nửa lập tức cứng đờ giữa không trung trong chốc lát ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người lý vị ương thiếu niên kia cũng ngẩng đầu lên nhìn qua nàng hắn ngồi chính giữa mọi người một đôi mắt tỏa ra ánh sáng như vầng trăng vừa sáng tỏ lại mang theo vẻ u tĩnh nhìn từ xa đã để lộ ra sự trong trẻo nhưng lạnh lùng ngăn cách hắn với trần thế bên ngoài sáng ngời đến mức làm người ta gần như không thể mở mắt ra. Trên tà áo trắng thuần còn thêu hoa văn chảy xuôi, vô cùng khéo léo, tinh mỹ vô song, ánh mắt hắn thản nhiên mà lạnh lẽo như băng, thanh nhã như dòng nước. Trên sông, ánh mắt đạm mạc, lạnh lẽo như vậy, lướt qua người Lý Vị Ương. Lý Vị Ương dùng mình, chỉ nhìn thoáng qua, đã nhanh chóng cúi đầu, nâng khay lên ngang mày, cố sức cúi đầu không để cho đối phương nhìn thấy diện mạo. Bước vài bước đem đồ ăn đưa cho mã thị. Sau đó che mặt giả bộ như sợ người lạ. Nhanh chóng quay về nhà kho nhỏ phía sau. Lúc này mới khẽ thở phào. Người trung niên ngồi bên cạnh thác bạt ngọc nói với hắn, thất điện hạ. Trời sắp tối, chúng ta có nên tìm một hộ nông ra ở đây nghỉ tạm. Thác bạt ngọc không nhìn hắn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm nơi Lý Vị Ương biến mất. Trong đáy mắt có ý cười, thiếu nữ này chính là người hôm đó hắn nhìn thấy. Tiểu cô nương này tầm 12, 13 tuổi, mặc quần áo vải thô màu trắng cũ nát còn có chỗ chắp vá. Có lẽ là thổi bếp lò, trên mặt có chỗ bị bụi đen dính vào. Thác Bạt Ngọc để ý, hai tay Lý Vị Ương rất trắng, nhưng rất gầy gò không có mấy phần thịt, tóc đen nhánh vừa dài vừa rối loạn, tùy tiện búi lại trên đỉnh đầu tuy nàng cố ý cúi đầu nhưng đôi mắt to đen láy sâu lắng vẫn tỏa sáng tràn ngập cảm giác kỳ dị không thể nói rõ thân hình mảnh mai kia lại khiến người khác không tự chủ được sinh ra ý muốn chăm sóc nàng bảo vệ nàng lắc đầu thác bạt ngọc cũng cảm thấy mình thật lạ lùng không ngờ lại có ý tưởng không có khả năng trở thành sự thật này nhớ lần trước tận mắt nhìn thấy nàng chọc ghẹo người khác như thế nào đáy mắt thác bạt ngọc lại dâng lên ý cười. Đứa nhỏ này, rất thú vị, hắn vừa hồi tưởng, vừa thuận miệng nói, không, chúng ta đẩy nhanh tốc độ, đi đến thị trấn phía trước rồi nghỉ lại. Ngày mai đi sớm, phải trở lại kinh đô đúng thời hạn, triển thạc vội vàng đáp lời. Nào dám có ý kiến trái ngược, ông rất hiểu tính khí thất điện hạ. Lúc hắn nói cho người biết hắn muốn làm thế nào, thì có nghĩa là hắn đã quyết định như thế tuy rằng hắn thường dùng giọng điệu như trưng cầu ý kiến để thương lượng với ngươi rất nhanh đoàn người đã uống xong nước trà lên ngựa đi qua thôn mà không bước vào tiếp tục phóng như bay về phương bắc lý vị ương nhìn cho bụi bay lên vì vó ngựa khóe miệng hiện lên ý cười không ngờ người quen đầu tiên mình nhìn thấy sau khi trọng sinh lại là hắn thác bạt ngọc thất hoàng tử thác bạt ngọc hắn là từ địch của thác bạt chân Hai người không biết đã giao tranh bao nhiêu lần, nhưng vẫn không phân thắng bại. Lý Vị Ương nhớ lại lúc còn sống, người đó cũng có đôi mắt lạnh như băng không có chút tình cảm. Khóe miệng khẽ dương lên. Bây giờ, Thất hoàng tử hẳn vẫn đang đi học tập bên ngoài mới đúng. Đột nhiên trở về kinh đô, chắc chắn sẽ có một trận phong ba. Nàng cúi đầu, nhìn vết chai đã xuất hiện trên ngón tay. Gặp lại người quen, bọn họ ở ngoài sáng nàng ở trong tối cảm giác này thật sự rất thú vị mặt trời rốt cuộc cũng biến mất hoàn toàn một vầng trăng cong cong dẫn theo vô vàn ngôi sao soi sáng cả bầu trời kiêu ngạo chiếu xuống loại ánh sáng chỉ thuộc về chúng cơn gió nóng đến khó chịu được ánh trăng dịu dàng vuốt ve cũng trở nên mát hơn thổi lên người cũng rất sảng khoái dịu lòng người lý vị ương đi sau chu giang và mã thị trở về chu gia đã nhìn thấy Lưu Trị vô cùng phấn khởi lao tới, giữ chặt Lý Vị Ương. Lông mày nhướng lên tràn đầy sự vui mừng nói, tiểu thư có đại hỷ đấy. Chu Giang cùng Mã Thị đều sững người tại chỗ, không hiểu gì cả nhìn Lưu Hỷ. Không biết có phải bà uống nhầm phải thuốc gì không, mà bỗng dưng đối xử với Vị Ương nhiệt tình như vậy. Lý Vị Ương nhìn khuôn mặt gần như nở hoa của Lưu Thị. Mày nhíu lại rồi giãn ra sau đó cố ý lộ ra vẻ mặt giật mình chu thẩm làm sao vậy lưu thị không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của nàng vội vàng nói lý ra lý ra cho người tới bộ dáng bà kích động làm lý vị ương bỗng chốc nghĩ đến một khả năng lý ra ở bình thành đúng vậy đúng vậy lý đại lão ra sai lâm ma ma đến thăm tiểu thư lưu thị cười đến mức trên mặt cũng nở hoa không chỉ có lâm ma ma mà còn có cả trăm lương bạc nói là lễ cảm tả trong lòng lý vị ương càng thêm kỳ quái dựa theo quỹ tích cuộc sống kiếp trước còn phải chờ một năm nữa lý thừa tướng mới nhớ tới một đứa con gái khác của mình mới sai người đến đón nàng sau đó lý ra ở bình thành mới vội vội vàng vàng đưa nàng từ thôn quê đến tòa nhà lớn ở bình thành tuyên bố với bên ngoài rằng nàng dưỡng bệnh khỏi rồi tiếp theo đưa nàng trở về kinh đô Thời gian, sao có thể đến trước một năm thế này? Đúng lúc này, một phu nhân hơn 30 tuổi, mặc áo váy tơ lụa màu xanh lam, trên đầu cài châm vàng, bên tai đeo khuyên tai bằng vàng, trắng trẻo nõn nà từ trong phòng đi ra, cười nói, nô tỳ bái kiến tam tiểu thư, Lý Vị Ương nhìn bà ta, quả nhiên là lâm ma ma quản sự có địa vị cao nhất ở Lý Gia tại Bình Thành. Nàng khẽ nở nụ cười xem ra tất cả là sự thật lý gia bình thành nhất định nghe lén được tin tức ở kinh đô mới tranh chức một bước nhanh đón nàng về bình thành được tốt lắm tất cả diễn ra rất tốt ở lại lý gia bình thành nửa tháng lý gia an trí hai nha đầu và hai ma ma đi theo lý vị ường từ bình thành về kinh xe ngựa là phủ thừa tướng đem đến rèm xe được kết bằng từng chuỗi ngọc lưu ly li nhiều màu gấm màu đỏ thẫm càng tôn thêm đóa hoa mẫu đơn tinh xảo lộng lẫy thêu bên trên. Toàn bộ đồ trang trí trong xe rất tinh xảo, hoa lệ, mà vẻ bên ngoài thoạt nhìn như một xe ngựa giản dị không trang trí. Không hề xa xỉ, Lý Vị Ương chỉ liếc mắt rồi không nhìn nữa, bởi vì nàng biết, đây là thứ đại phu nhân dùng để dọa nàng mà thôi. Dù sao, đây mới chỉ là bắt đầu. Bạch chỉ cẩn thận đặt một ly trà nóng lên bàn trà nhỏ bằng gỗ cây từ đàn trên xe ngựa. Nhìn thoáng qua Lý Vị Ương vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Băn khoăn mình có nên tán gẫu giải buồn với nàng ấy không? Cảm thấy bộ dáng của tam tiểu thư, không giống bộ dáng của người tịch mịch khi đi đường. Nàng nhìn thoáng qua tử yên ngồi đối diện, thấy đối phương cũng có vẻ mặt kỳ quái. Trong lòng càng bất an các nàng đều là nha đầu được lý ra ở bình thành phái tới hầu hạ tam tiểu thư nhưng tính cách vị tam tiểu thư này các nàng vẫn chưa thăm dò rõ ràng cho nên không dám vội vàng mở miệng lý vị ương nhẹ nhàng nhắm mắt lại trí nhớ trở về lúc hồi phủ năm đó bản thân dè dặt bước vào phủ thừa tướng đại phu nhân đánh giá mình từ trên xuống dưới trên mặt hiện ra vẻ tươi cười rất hòa ái khẽ ồ một tiếng Nói, đứa nhỏ này nhìn qua đúng là có phúc khí. Đưa con bé đi đổi xiêm y đi. Lúc đó nàng luôn sợ hãi rụt rè, bất an không yên, nghe được lời như thế trong lòng tất nhiên tràn ngập sự cảm kích. Một thứ nữ nho nhỏ, lại sinh vào tháng 2, nếu không phải đại phu nhân khai ân, phụ thân sao có thể đột nhiên nhớ đến nàng chứ? Đáng tiếc nàng năm đó, nhìn không hết sự khinh miệt cùng cười lạnh trong đáy mắt đại phu nhân lúc đến phủ, thậm chí, Lý Vị Ương không biết một chữ nào, là một nha đầu thôn giã điển hình, một thiên kim phủ thừa tướng, lại không biết chữ, truyền ra ngoài quả thật làm người khác cười đến rụng răng. Hiện giờ Lý Vị Ương ngẫm lại, nằm đó Thác Bạt chân là một hoàng tử không có tiếng tăm gì, không hề có khả năng đăng cơ làm hoàng đế. Phụ thân cùng đại phu nhân sao có thể gả tỷ tỷ lý trường nhạc xinh đẹp như thiên tiên cho hắn chứ? nhưng mà dù sao hắn cũng có dưỡng mẫu là võ hiền phi thân phận cao quý cho nên không dễ cự tuyệt chỉ có điều bọn họ không ngờ sau này thác bạt chân lại lên làm hoàng đế mà nha đầu thôn giã năm đó đến tên mình cũng không biết viết lại lên làm hoàng hậu năm đó lúc nàng gặp đại phu nhân xong đi theo nha đầu rời đi lúc đi qua thư phòng trong phòng truyền ra tiếng đọc bài lý vị ương nghe thấy giọng nói của một nữ tử truyền đến đào chi yểu yểu trước trước kỳ hoa chi tử vu quy nghi kỳ thất gia đây là bài đào yêu một bài thơ xuất xứ từ kinh thi một tập thơ cổ điển nhất trung quốc đây là bài thơ thứ sáu trong chu nam thuộc phần phong cây đào tơ một người dịch tạ quang phát đào tơ mơn mởn xinh tươi hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong hôm nay nàng đã theo chồng nên bề ra thất ấm nồng thuận vui Năm đó Lý Vị Ương không biết chữ. Chỉ cảm thấy những lời người này đọc thật dễ nghe. Đang định tiếp tục nghe. Lại bị một tiếng hét dọa sợ ơ, ngươi ở đây làm gì? Lý Vị Ương kinh ngạc ngước mắt lên. Thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang trợn tròn mắt nhìn nàng. Nữ tiên sinh đang đọc sách cũng nhìn qua. Lý Vị Ương nghe thấy nàng ấy hỏi, đây là nha đầu trong phủ sao? Chỉ một câu nói như vậy. Lý vị ương mặt đỏ tai hồng nói không nên lời. Thiếu nữ xinh đẹp kia nhìn nàng. Hiểu nhiên đã đoán ra thân phận của nàng. Nhưng vẫn che miệng cười. Nói, nha đầu, phủ chúng ta làm gì có nha đầu thô bỉ như vậy. Trong lời nói của nàng, chứa đầy sự châm chọc. Lý vị ương cúi đầu. Nhìn lại mình, so với tiểu thư trong thư phòng đúng là cách nhau một trời một vực. Nàng nắm chặt nắm tay. Trong lòng không phục thiếu nữ kia nhất quyết không buông tha, còn đứng ở đây làm cái gì? Không nhìn thấy người đang quấy rầy chúng ta nghe tiên sinh giảng bài sao? Còn không đi, tam tiểu thư, chúng ta đi thôi, nhà đầu bên cạnh nhỏ giọng nói. Lý vị ương chỉ ước trên đất có hố để nàng có thể chui xuống. Đúng lúc này, đột nhiên có giọng nói dịu dàng từ đâu bay đến thường hỉ. Nàng ấy là tam tỷ của muội, vị ương đấy. Sao muội có thể vô lý như thế?" Giọng nói này lúc đó đã giải vây cho nàng, giống như tiếng nói từ trên trời vọng xuống. Sau này nàng mới biết, thiếu nữ đã giải vây cho nàng chính là Lý Trường Nhạc. Đứng ngây ra thật lâu, Lý Vị Ương gần như sững sờ tại chỗ. Nàng chưa bao giờ gặp được thiếu nữ xuất chúng như vậy, chưa bao giờ nghe qua giọng nói đẹp đẽ như vậy. Lúc đó nàng lén lút nghĩ, dù có là tiên nữ, cũng chẳng hơn thế này là bao tam tiểu thư tam tiểu thư tử yên nhẹ giọng gọi tên nàng lý vị ương từ từ mở mắt ngồi thẳng dậy nở nụ cười một nụ cười mỉm như vậy cũng khiến sắc mắt nàng bỗng chốc trở nên sinh động đáng yêu sao vậy tử yên cười nói tam tiểu thư chúng ta sắp đến rồi lý vị ương kéo màn tre nhìn ra bên ngoài xe ngựa vừa đi qua chính an môn chỉ chớp mắt sẽ đến phủ thừa tướng ở đường Sương Môn. Phủ thừa tướng không tọa lạc ở nơi náo nhiệt, cũng không kề cận những phủ đệ hiền quý khác. Lúc trước khi xây phủ từng có một vị thân vương nhìn chúng chỗ đó. Đặc biệt đến xin hoàng đế, nhưng về sau lại thấy vị trí đó hơi lệch, cho nên không ở nữa. Sau này vị thân vương kia tham dự vào chuyện mưu phản thất bại thì uống thuốc độc tự sát. Gia sản sung công biệt viện này cũng bị phủ nội vụ thu về, cuối cùng ban cho lý ra. Cứ như thế, truyền qua mấy đời, phủ đệ này được vị thân vương kia xây dựng để tuổi già tĩnh dưỡng. Trong hoa viên từng hàng núi giả đón gió, thấp thoáng dãy tử đằng, cực kỳ tao nhã lịch sự, nếu nói đến độ rộng lớn, thì không tính là gì so với phủ các công khanh ở kinh đô. Nhưng nói đến cảnh trí, cũng phải số một số hai phẩy chấm phẩy chấm, đi một đoạn ngắn ngủi. Tiếng vó ngựa đơn điệu mà lạnh băng làm thời gian như kéo dài hơn. Chẳng biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cuộc cũng ngừng lại. Ngoài rèm xe vang lên giọng nói nhã nhặn của bà tử, ma ma làm việc nặng, tam tiểu thư. Đến rồi, rồi đặt ghế nhỏ xuống bên xe ngựa. Bạch chỉ và tử yên đặt chân lên ghế nhỏ xuống xe. Sau đó xoay người hầu hạ Lý Vị Ương xuống xe. Vào phủ đi qua hành lang, hai bên hành lang treo vô số lồng chim bằng trúc ở trên cao. Có họa mi, bách linh, hồng tử, hoàng tước, còn có cả chim hồng bột, lam bột, hổ bì, thái bình, chu đỉnh hồng gì đó sống cách đây cả ngàn dặm. Đúng là trăm điều cùng hót, rất dễ nghe rất êm tai. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua diều hâu được đặt trên bao tay bằng da mắt lộ ra sự sắc bén. Thản nhiên chuyển rời ánh mắt dọc đường đi, chỗ nào cũng có nhà hoàn mặc áo màu lục trang sức màu lam. Im lặng cung kính đứng đó, nhìn thấy Lý Vị Ương, toàn bộ nha hoàn ngay ngắn cúi người hành lễ, cảnh tưởng so với kiếp trước, giống như đúc, lúc đó bản thân nhìn thấy các nàng, chân tay luống cuống, hiện giờ nhớ lại. Đại phu nhân vốn có thể sai người đến dạy lễ nghi cho mình. Hoặc lý ra ở Bình Thành cũng nên có người nói qua với mình mà không hề có một người nào, tùy ý để nàng mất hết thể diện trước mặt hạ nhân. Bị người khác nghị luận nha đầu thôn dã đúng là nha đầu thôn dã, căn bản không hiểu quy củ. Lý Vị Ương nhớ lại trước kia, mỉm cười, không dừng lại nhìn bọn nha đầu đứng hành lễ với nàng xung quanh. Đi theo nha đầu dẫn đường đi về phía trước, Bạch Chỉ cùng Tử Yên thấy tình hình này, đều nhanh chóng bước theo. Có nhìn thấy không? người đó chính là tam tiểu thư bộ dạng rất xinh đẹp dáng vẻ cũng tốt lắm không phải có người nói nàng lớn lên ở thôn quê sao đúng thế tiểu thư đúng là tiểu thư không vì lớn lên ở nơi thôn quê mà nhát gan cái gì cũng sợ đâu lý vị ương không chút hứng thú với những nghị luận đó đi thẳng đến cửa lớn hà hương viện tiểu nha hoàn đứng bên ân cần kéo mảnh lên thấy các nàng đến gần tươi cười nói tam tiểu thư, phẩy chấm phẩy chấm, Lý Vị Ương khẽ cười gật đầu với tiểu nha hoàn kia. Bước vào phòng lớn, Bạch Chỉ cùng Tử Yên đi vào theo, nhìn thấy sàn nhà khảm vàng thỏi bóng loáng như gương, trên đầu treo đèn cung đình hình bát giác đẹp đẽ. Trong phòng các cột trụ làm bằng gỗ tử đàn khảm hoa văn ngà voi tỏa sáng rạng rỡ. Các loại vật dụng còn lại đều được tạo bởi gỗ hoa lê hoặc gỗ toan chi. Hết sức xa hoa chạm trổ phồn hoa, làm người nhìn không thể rời mắt. Hai nhà đầu từ Bình Thành đến gần như ngừng thở. Đúng là rất xa hoa. Nhưng mà Lý Vị Ương người vốn nên bị cảnh tượng phú quý này làm kinh sợ. Lại không thèm liếc mắt nhìn những thứ xinh đẹp đó một lần. Chỉ nhẹ nhàng đi lên phía trước. Tươi cười cúi người thi lễ với lão phụ nhân ngồi chính giữa trên cao, vị ương bái kiến tổ mẫu. Mẫu thân cùng nhị vị thầm thầm thừa tướng thế hệ trước lý sương thịnh lúc trung niên cường tráng đã rời nhân thế thê tử của ông mạnh thị vì thương tâm quá độ đã rời khỏi chủ trạch chỗ ở của gia chủ một mình chuyển đến biệt viện tĩnh dưỡng sau khi trở về lại sợ cảnh con người mất quyết định chuyển đến hà hương viện cách xa chủ viện nhất tương đối hẻo lánh từ đó về sau rất ít khi hỏi đến chuyện trong phủ kiếp trước vị tổ mẫu mạnh thị này tuy trầm mặc ít lời rất ít kết giao với người khác, nhưng xử sự, sự, rất công chính. Xưa nay chưa từng bất công với người nào, cho nên Lý Vị Ương luôn có thiện cảm với bà. Đáng tiếc lão phu nhân thân thể không tốt, Lý Vị Ương còn chưa bước lên ngôi vị hoàng hậu bà đã qua đời rồi. Trong phòng, Mạnh Thị ngồi chính giữa mặc áo dài tơ tăm màu xanh ngọc hoa văn ngũ phúc phùng thỏ. Trên đầu đội khăn da trồn trắng chính giữa gắn một viên ngọc phỉ thúy thấy lý vị ương uyển chuyển hành lễ bà khẽ gật đầu chỉ nói một câu trở về là tốt rồi hoa văn ngũ phúc phùng thọ không biết vì sao nghe thấy câu nói này mắt lý vị ương bỗng chốc đỏ lên mọi người nhìn thấy nhất thời có một loại cảm xúc khác biệt lúc này một vị phu nhân xinh đẹp mặc áo váy lụa tương giang màu mật ong cổ tròn trên tóc cài phượng châm vàng cười cười chủ động tới gần nâng lý vị ương đứng lên đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Cười nói, lão phu nhân, người xem, đây đúng là một nha đầu ngoan ngoãn. Nói xong, bà nhìn đại phu nhân ngồi bên cạnh, đúng là phải chúc mừng đại tàu. Lại thêm một thiên kim mỹ mạo, đại phu nhân tưởng thị khẽ cười, nhưng đáy mắt không hồ có chút ý cười. Bà chậm rãi đánh giá Lý Vị Ương, nói đúng là một hài tử ngoan, mau đến đây, để ta nhìn cho kỹ khóe mắt Lý Vị Ương liếc lên, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười kính cẩn nghe lời. Nhẹ nhàng đi qua nhị phu nhân ôn thị, người vừa rồi nâng nàng dậy, dáng vẻ đoan trang đi đến trước mặt tưởng thị, khẽ cúi người, mẫu thân, tưởng thị nhìn nàng cực kỳ từ ái, nói, người ta nói bình thành phong thủy tốt, có thể dưỡng thành người tài, lúc mới sinh ra chỉ bé bằng con mèo nhỏ, thân thể cũng không tốt, chỉ nhìn qua cũng thấy khí sắc tốt hơn trước rất nhiều. Đúng là nhân họa đắc phúc mà. Sơn thủy tốt, dưỡng thành người tài. Lý vị ương trong lòng cười lạnh một tiếng. Thiếu chút nữa dưỡng chết nàng. Còn dám dõng dạc nói nhân họa đắc phúc. Da mặt này đúng là không phải loại giày bình thường. Nghĩ đến đây, nàng cười thanh tú. Mẫu thân nói rất phải. Nhiều năm qua vị ương ít nhiều nhận được sự quan tâm của người. Những lời này nói xong. Trong mắt người khác, Lý Vị Ương là một người rất thức thời, nếu ngay lúc này nàng cáo trạng với lão phu nhân, nói rằng mình bị ngược đãi, như vậy lão phu nhân tuy sẽ trách cứ đại phu nhân vài câu, mà bà ta có thể thoái thác trách nhiệm cho bọn hạ nhân làm việc không tận trách, không bị ảnh hưởng gì hết, mà còn để lại ấn tượng không biết thời thế của Lý Vị Ương. Cho nên lúc này Lý Vị Ương nói vậy, tưởng thị rất vừa lòng nở nụ cười tiện tay kéo lấy tay nàng. Nói tâm ý của mẫu thân con hiểu là tốt rồi. Bây giờ về nhà rồi. Sau này nên thân cận hơn với các tỷ tỷ muội muội. Thấy thiếu cái gì cứ đến nói với mẫu thân. Tam phu nhân Chu thị ngồi bên chỉ dịu dàng nhìn cảnh này. Không phát biểu ý kiến gì, mà nhị phu nhân Ôn thị vừa rồi nâng Lý Vị Ương dậy. Trên mặt hiện lên nét cười châm chọc lão phu nhân từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt nhàn nhạt, khẽ đẩy chuỗi phật châu trong tay. Dạ, vị ương nhất định sẽ vâng theo lời dạy bảo của mẫu thân. Thần cận hơn với các tỷ tỷ muội muội trong mắt người khác. Trên mặt lý vị ương hiện lên sắc đỏ ửng, nói chuyện có vẻ rất nhu thuận. Đại phu nhân nhìn thoáng qua từ yên cùng bạch chỉ phía sau nàng, gật đầu nói: bên người chỉ có hai tiểu nha đầu đúng là không hay. Họa mi, từ giờ về sau ngươi đi theo tam tiểu thư. Cẩn thận chăm sóc cho tam tiểu thư. Một nhà đầu mắt phượng đôi mi thanh tú. Thân hình yểu điệu đáp lời bước ra khỏi hàng. Cùng kính hành lễ với Lý Vị Ương. Con cũng lớn rồi. Bên người chỉ có hai nha đầu nhất đẳng thì không đủ. Tạm thời bổ sung một người. Chờ qua năm mới lại thêm một người nữa. Nhà hoàn nhị đẳng mẫu thân đã chuẩn bị hết cho con rồi còn phần tam đẳng thì đang xem xét. Có lẽ cũng sắp xong xuôi rồi, đại phu nhân nói những lời này. Bộ dáng đúng là một mẫu thân từ ái. Nhà đầu nhất đẳng là nha hoàn thân cận nhất, cũng có cấp bậc cao nhất bên cạnh chủ nhân. Bên dưới nhất đẳng còn có nhị đẳng, tam đẳng, Lý Vị Ương nở nụ cười bái tạ. Nàng biết, lúc này không chỉ có đại phu nhân đang đánh giá nàng, mà ngay cả lão phu nhân mạnh thị nhị phu nhân ôn thị cùng tam phu nhân chu thị ngồi bên đều đang đánh giá nàng cả nhà này phụ thân là thừa tướng mẹ cả tưởng thị làm đương gia quản lý việc nhà nhưng mà nhị phòng với đại phòng mấy năm gần đây tách biệt lẫn nhau về phần tam phòng sao nói tóm lại không thể thiếu được sự tranh đấu gay gắt lẫn nhau đối với người vừa mới trở về như nàng mà nói đứng vững gót chân mới là điều quan trọng nhất Đại phòng, vợ con thê thiếp của Lý thừa tướng, còn gọi là chi thứ nhất. Nhị phòng, vợ con thê thiếp của em trai Lý thừa tướng, còn gọi là chi thứ hai. Tương tự với tam phòng. Đại phu nhân lại nhìn nàng, nhíu mày nói, đứa nhỏ này, sao mặc phong phanh thế này, nói xong bà vẫy tay. Đem áo choàng ta đã chuẩn bị đến đây. Trước mặt mọi người, bà nở nụ cười tự mình phủ áo choàng lên người Lý vị ương áo choàng rất nhẹ mà ấm áp. Trên mặt lụa tơ tăm màu hồng nhạt điểm suýt hoa văn mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng. Bên cạnh còn có hoa văn mây thêu bằng chỉ đen. Bên trong được phủ bằng lông trồn trắng. Nhìn qua thật ấm áp. Lý Vị Ương vừa nhẹ sờ. Đã phát hiện bên trong là đồ cũ. Hiển nhiên, đại phu nhân muốn nâng thể diện trước mặt mọi người. Đặc biệt lấy đồ trong góc tủ để đổi lấy nhân tình. Nàng mỉm cười nói đa tạ mẫu thân đúng lúc này bên ngoài có người tiến vào bẩm báo tường thị đại phu nhân phu nhân ngự sử tặng năm cuộn lưu vân cắt cống phẩm từ ninh châu chuyển đến người xem đại phu nhân gật đầu cười tươi nói lão phu nhân con có việc xin cáo lui trước vị ương lát nữa mẫu thân xong việc sẽ đưa con đi gặp phụ thân con lý vị ương vội vàng cười nói dạ đã phiền mẫu thân lo lắng rồi." Phật châu trên tay Mạnh thị khẽ chuyển động, chỉ thoáng gật đầu, đại phu nhân lập tức cáo từ. Bà vừa đi, người nhị phòng, tam phòng cũng đứng lên hết, đặc biệt phu nhân nhị phòng Ôn thị, còn thất vọng nhìn thoáng qua Lý vị ương. Bà tưởng sẽ có cơ hội xem thư nữ này cáo trạng tưởng thị. Ai ngờ lại là đứa nhát chết, khổ sở nhiều như vậy cũng không dám nói nửa câu. Ba vị phu nhân vừa đi, toàn bộ oanh oanh yến yến khắp phòng cũng đi theo mạnh thị liếc mắt nhìn lý vị ương mi thanh mục tú không biết vì sao đột nhiên thở dài nói với la ma ma đứng bên cạnh đưa đứa nhỏ này ra ngoài đi lý vị ương quỳ dạp xuống đất nghiêm túc dập đầu với mạnh thị rồi mới theo la ma ma rời đi la ma ma đưa lý vị ương đến dưới mái hiên thì nghe thấy lý vị ương đột nhiên á một tiếng Dừng bước chân, tam tiểu thư sao thế? Lý vị ương lắc đầu. Trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái. Như thể vô ý sờ sau gáy mình. Là ma ma không nói gì nữa. Tiếp tục đi về phía trước. Mà cố ý đi chậm lại nửa bước. Nhìn thoáng qua gáy Lý vị ương. Phát hiện chỗ đó xuất hiện mấy điểm đỏ. Như vết thương do bị kim đâm. Máu đỏ dần dần thấm ra. Nhất thời ngây người. Lý vị ương như đang cố gắng chịu đựng. Chưa đi được mấy bước nước mắt đã lưng tròng, là ma mà, mà cũng không nhìn nổi nữa, cười nói, Tam tiểu thư hoa văn áo choàng này đúng là tuyệt đẹp. Lão phu nhân gần đây cũng muốn có một áo choàng đẹp. Không biết có thể cởi ra cho nô tìm mượn xem hai ngày được không? Xiêm y lão thái thái mặc, hoa văn màu sắc tất nhiên khác với bản thân. Lý Vị Ương vừa nghe đã hiểu ra, lại làm như không hiểu nghe lời cởi áo choàng đưa cho la ma ma la ma ma nhận lấy ngón tay như cố ý lại như vô tình khẽ xoa lớp lông trồn trắng bên trong sau đó sắc mặt hơi biến đổi la ma ma làm sao vậy lý vị ương ngây ngô hỏi la ma ma nhìn thoáng qua đám nhà đầu xung quanh vẻ tươi cười trên mặt không thay đổi không có gì tam tiểu thư mau đi xem chỗ ở mới đi nô tỳ phải trở lại chỗ lão phu nhân rồi lý vị ương nhìn áo choàng đối phương đang ôm thật chặt trong tay khẽ cười giả la ma ma nhanh trở về đi la ma ma ôm áo choàng trở lại hà hương viện cho lùi hết nha hoàn xung quanh nói với mạnh thị lão phu nhân nô tỳ có việc bẩm báo mạnh thị thấy sắc mặt la ma ma trịnh trọng gật đầu nói chuyện gì la ma ma cẩn thận kể lại mọi chuyện tuy những chuyện như thế này nô tỳ không nên quản nhưng mà tam tiểu thư thật sự đáng thương. Cái gì cũng không biết. Còn coi như bảo bối xoa tới xoa lui. Trung quy vẫn là tiểu hài tử. Không biết phải phòng bị người khác. Mạnh thị thấy la ma ma nói như vậy. Nhận lấy áo choàng trên tay bà. Trong lòng có nghi hoặc. Đưa tay xoa nhẹ hai lần. Bỗng dưng có cảm giác khác thường. Vội cúi đầu nhìn, hửm. Đây là cái gì? Thấy bên dưới lớp lông mềm mại ấm áp. Có một chỗ hơi gai gai đâm vào tay nhìn kỹ lại không phải lông mà là mấy cây châm mảnh nhỏ mảnh như lông vậy không nhìn cẩn thận thì không thể phát hiện ra được sao trong quần áo lại có thứ này mạnh thị nhíu mày tam tiểu thư trung quy vẫn là tiểu cô nương sao biết được mấy thứ này châm nhỏ này ngắn không lộ ra rõ ràng lại có đám lông kia che phủ người mặc vào cũng không cảm thấy gì nhưng mà nếu người mặc cử động châm mảnh đó sẽ đâm vào làm xuất ra đám nô tài âm hiểm đó dám làm ra những chuyện như vậy mạnh thị tức giận nói tuy bà không nhìn thấy lý vị ương lớn lên nhưng dù sao cũng là cháu gái của bà lại là một đứa nhỏ hiểu chuyện mi thanh mục tú sao vừa mới bước vào phủ đã có người sửa trị con bé mạnh thị ngẫm lại một lượt ngoại trừ đại phu nhân tưởng thị ai cũng không có lá gan làm chuyện này sắc mặt bà càng khó coi áo choàng này tặng ngay trước mặt ta đây là đang khó xử ta sao la ma ma rất ít khi nhìn thấy mạnh thị tức giận vội vàng cúi đầu lão phu nhân chuyện này chưa chắc đã là đại phu nhân làm nhìn đại phu nhân đối xử với tam tiểu thư tốt như vậy tốt không phải từ trong bụng nó bò ra thì còn cái gì tốt hay không tốt ta còn tưởng dù sao nó cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc là người hiểu chuyện nặng nhẹ, sẽ không làm những chuyện khác người. Xem ra, nó cũng hồ đồ rồi. Chúng ta một gia đình như vậy, tuyệt đối không thể truyền ra những chuyện như ngược đãi thư nữ. Là ma ma, người đưa mặc trúc bên cạnh ta đến chỗ tam tiểu thư đi. Dạ, là ma ma vội vàng đáp lời. Tuy lão phu nhân hiếm khi hỏi đến chuyện trong phủ, nhưng lại là người ngoài lạnh trong nóng những chuyện không thể cho qua được thì nhất định sẽ xen vào nếu chỉ là mấy cái châm nhỏ gỡ xuống là được nhưng mà lão phu nhân sợ đại phu nhân còn động tay động chân truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến danh dự trăm năm của lý gia dù sao lần này tam tiểu thư coi như gặp may có người của lão phu nhân ở gần khẳng định đại phu nhân cũng phải băn khoăn ba phần không dám ra tay nặng với nàng mạnh thị suy nghĩ lại nói tiếp, người đã đem về đây, thì gỡ hết châm xuống rồi mới trả lại. Nhưng không được nhiều lời với tam tiểu thư. Dạ, nô tỳ đã hiểu, la ma ma đáp lời. Lúc này Lý Vị Ương đang đi tới hoa viên. Dọc đường đi mặc dù có tiểu nha đầu dẫn đường đi phía trước. Nhưng lòng nàng không yên. Không biết tác dụng của mấy cây châm nhỏ kia được bao nhiêu. Châm nhỏ tất nhiên không phải do đại phu nhân làm bà ta chắc chắn sẽ không động thủ trước khi thăm dò rõ ràng tình huống chi tiết của mình. Châm nhỏ là Lý Vị Ương thừa dịp không có người để ý mà cài vào. Mượn cơ hội nói cho Mạnh Thị biết, đại phu nhân trước mặt một kiểu, sau lưng lại là kiểu khác, xé nát mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bà ta. Đúng lúc này, thư phòng ở bên kia truyền đến tiếng đọc sách lanh lành. Giọng đọc cực kỳ dễ nghe, làm Lý Vị Ương giật mình tam tiểu thư đó là đại tiểu thư đang đọc sách cùng các tiểu thư khác họa mi mỉm cười nói lý vị ương nhìn nàng không nói gì họa mi còn tưởng rằng vị ương đang nghe nên tiếp tục nói đại tiểu thư trong phủ chúng ta là một người giống như tiên nữ tâm địa tốt bụng tài năng lại càng tuyệt vời mọi thứ tinh thông lúc trước các tiểu thư trong phủ không đọc sách nhưng đại tiểu thư tự mình đến nói với đại lão gia Nữ tử cũng nên có học thức, hiểu chuyện từ khi còn nhỏ. Cho nên đại lão ra tự mình đến huyện Viễn Sơn mời nữ tiên sinh nổi danh nhất. Hậu đãi đến mức này, đúng là duy nhất ở đại lịch chúng ta. Tay Lý Vị Ương đặt trên lan can, âm thầm nắm chặt lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười thản nhiên, phải không? Đại tỷ đúng là rất lợi hại. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng cười của nữ hài tử trẻ tuổi truyền đến từ xa, người kia là ai? sao trước giờ chưa từng gặp qua lý vị ương từ xa nhìn qua đó thấy hai thiếu nữ trang điểm xinh đẹp đi từ thư phòng bên kia ra một người trong số đó chỉ vào mình nói vốn không định sớm gặp mặt những người này nhưng xem ra đối phương lại tự mình tìm đến cửa nàng mỉm cười xem ra lịch sử định tái diễn tam tiểu thư vị vừa nói chuyện là ngũ tiểu thư người bên cạnh là tứ tiểu thư họa mi nhỏ giọng nhắc nhở chỉ trong chớp mắt, ngũ tiểu thư Lý Thường Hỷ đã đi đến trước mặt nàng. Nàng ta mặc áo ngắn tay màu lam nhạt, trên búi tóc có một đội châm cài nhỏ tinh xảo. Cổ đeo khóa trường mệnh bằng vàng dòng có khảm ngọc, mặt thon dài hình trứng, mắt hơi sách, giữa hai hàng lông mày có một chấm nhỏ, gò má đỏ hồng, khi cười miệng hé mở, lộ ra hàm răng trắng, nhìn qua thật làm, người khác yêu thích, bên cạnh ngũ tiểu thư còn có một nữ hài tử cũng phấn nộn trắng nõn như thế mà mặc áo ngắn tay màu phấn hồng. Khuôn mặt có mấy phần giống Lý Thường Hỷ, chỉ có điều dịu dàng hơn một chút, là tứ tiểu thư Lý Thường Tiếu. Hóa ra là tứ muội và ngũ muội Lý Vị Ương nở nụ cười lộ ra vẻ hồn nhiên lại có chút e lệ. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, tỏa ra sự lộng lẫy tuyệt đẹp. Tứ tiểu thư Lý Thường Tiếu nghe Lý Vị Ương nói, thì cười hòa nhã gật đầu với nàng nhưng Lý Thường hỉ bên cạnh, lại cười nhạo với dáng vẻ kiêu căng, vừa đến đã gọi muội muội. Ai bảo ngươi gọi như thế? Lý Vị Ương chớp chớp mắt, nói, không thể gọi muội muội, chẳng lẽ phải gọi là tỷ tỷ? Lý Thường hỉ sửng sốt, mày liễu lập tức nhíu chặt, nàng nhìn Lý Vị Ương từ trên xuống dưới, phát hiện Vị Ương dung mạo cũng coi như là đẹp, da trắng mềm mại, tóc đen như mực, mày như vẽ so với bộ dạng thôn nữ trong tưởng tượng của nàng đúng là một trên một dưới trong lòng lập tức thấy bất mãn lời này của ngươi có ý gì cố ý gây sự sao người cố ý gây sự rõ ràng là ngươi mới đúng trong đôi mắt đen láy của lý vị ương xẹt qua một tia lạnh lùng nhanh đến mức người khác căn bản không nhìn thấy được nhưng miệng vẫn cười nói tứ muội muội ta còn phải đi thỉnh an phụ thân đừng cản đường ta Lý Thường Hỷ tưởng Lý Vị Ương là một đứa nhát gan. Vừa nghe xong càng thấy tức giận hơn. Nói, ngươi một cái tai họa sinh vào tháng 2. Cũng dám nói chuyện như thế với ta. Tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư, cũng giống Lý Vị Ương đều là thư nữ. Kiếp trước Lý Vị Ương luôn không hiểu. Mình chưa từng trêu chọc Lý Thường Hỷ. Vì sao nàng ta mở miệng hay ngậm miệng đều châm chọc mình. Hiện giờ thì nàng đã hiểu ra có những người có sở thích gây sự không có việc gì còn muốn gây sự tranh đấu ba phần huống chi mình còn là người vừa mới đến đối phương không áp chế mình lại tương lai sao còn có thế làm mưa làm gió trên mặt lý vị ương không có chút giận dữ chỉ thản nhiên cười nói đúng ta sinh vào tháng 2. ngũ muội có ý kiến với ngày sinh của ta sao lý thường hỉ thấy nàng không chút tức giận rõ ràng không để mình vào mắt càng nổi trận lôi đình. Đang định nói gì đó, lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng vang lên, thường hỉ. Tam muội vừa mới trở về, muội sao có thể vô lễ như vậy? Lý Vị Ương nghe thấy, trên lưng như có một cơn gió lạnh thổi qua. Giọng nói này, có qua một trăm năm nàng cũng tuyệt đối không quên. Lý Trường Nhạc, nàng chậm rãi quay đầu. Ánh mắt rừng trên người tiệt đại giai nhân từ lan can bên kia nhẹ nhàng đi tới nói rất lời, một mỹ nhân vai mảnh eo thon, dáng người thanh thoát từ từ đi ra, đôi mắt thanh tú mi cong dài, áo váy màu lục nhàn nhạt thuần khiết, trên váy còn thêu những bông hoa hải đường lung linh như dáng chiều. Bên hông buộc giải lụa trong suốt, càng tôn lên dáng người mảnh mai như liễu, tư thái yêu kiều như chim yến đón gió, kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một cây châm vàng điểm châu ngọc hình hoa đào chuỗi ngọc rủ xuống thật dài tăng thêm sắc đẹp mỹ lệ lại mềm mại của nàng tạo nên nét đẹp tươi trẻ mà thanh nhã tự nhiên dưới bầu trời xanh lam nàng chậm rãi đi đến mỉm cười mọi người cảm thấy như vạn hoa nở rộ giữa mùa xuân như vầng trăng đêm trung thu bốn phía phảng phất như có tiếng nhạc nhã nhặn vang lên tiền hạc bay xung quanh mọi người ba hồn bảy vía cũng bay đi mất một nửa đây là sức quyến rũ của đại tiểu thư lý trường nhạc không ai có thể tránh thoát lý vị ương nhìn nàng ta trong mắt như ẩn chứa một tia bi thương trách sao mình thất bại trên tay nàng ta mỹ mạo như vậy giọng nói êm tai như vậy nam nhân nào nhìn thấy thân người cũng phải mềm đi ba phần lý vị ương là một nữ nhân truyền thống một khi yêu ai đó sẽ yêu hắn hết mực tám năm vợ chồng với thác bạt chân Nàng có thể tự nhận đã toàn tâm toàn ý vì hắn. Cho dù mọi người trên đời này đối nghịch với hắn, nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý che chở hắn, yêu thương hắn, không tiếc cả sinh mệnh. Bọn họ ở cùng nhau 8 năm, suốt 8 năm, đối xử tốt với một người không ở trong lòng, thì 8 ngày cũng cảm thấy vất vả. Huống chi là suốt 8 năm, cho nên nàng không thể không bội phục thác Bạt chân. Có thể diễn kịch lâu như vậy? chịu đựng đến tận lúc hắn đăng cơ nàng mới biết lúc trước người hắn nhìn chúng là lý trường nhạc nghĩ lại cũng đúng thôi bản thân mình so với vị đại tiểu thư lý phủ này đúng là khác nhau một trời một vực lý vị ương cảm thán bản thân sống đã nửa đời người hóa ra chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện xưa này đúng là vừa đáng thương lại vừa buồn cười thường hỉ muội sao có thể nói chuyện với tam muội như vậy Lý Trường Nhạc nhẹ nhíu mày nhìn Lý Thường Hỷ, vẻ mặt tràn đầy sự không tán thành. Lý Thường Hỷ đang thể hiện khí thế bức người lập tức thay đổi sắc mặt hoàn toàn. Đi lên nắm lấy cánh tay Lý Trường Nhạc, đong đưa như đang làm nũng. Đại tỷ, muội chỉ đùa một chút với tam tỷ thôi. Tỷ đừng nói với mẫu thân, bằng không muội nhất định sẽ bị trách phạt. Đôi mắt đẹp của Lý Trường Nhạc nhìn đến khuôn mặt Lý Vị Ương cười nói, vậy phải xem tam tỷ của muội có đồng ý tha thứ cho muội không. Nếu tam muội đã định đoạt, thì tỷ sẽ tha cho muội. Nếu tam muội không chịu, thì tỷ đây cũng không còn cách nào khác. Lý Thường Hỉ cam tức nhìn Lý Vị Ương. Trong lòng Lý Vị Ương cười lạnh lùng, ngoài mặt vẫn cười nói, đại tỷ không cần lo lắng. Ngũ muội đúng là đang vui đùa với muội thôi. Lý Trường Nhạc gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi. Thường hỉ, còn không đi nhận lỗi với tam tỷ của muội. Lý trường nhạc đúng là lý trường nhạc, vĩnh viễn sắm vai người chủ trì công đạo, biểu hiện ra vô cùng đoan trang thỏa đáng. Lương thiện thân thiết, làm mình kiếp trước vừa mới bước vào phủ đã theo bản năng có thiện cảm với nàng ta. Cuối cùng người đâm mình một đao từ sau lưng, lại đúng là đại tỷ hỏa ái dễ gần này. Nàng ta so với lý thường hỉ kiêu căng điêu ngoa ỷ thế ức hiếp người còn đáng giận gấp trăm gấp vạn lần trong ánh mắt lý vị ương thoáng hiện một tia lạnh như băng nhưng tia lạnh băng kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt không ai ở đây có thể nhìn ra lý thường hỉ đứng bên cạnh nói một câu lạnh như băng thật xin lỗi tam tỷ khi nói hai chữ tam tỷ nàng ta nhấn trọng âm rất nặng nghe qua còn thấy như đang nghiến răng nghiến lợi lý vị ương cười trên mặt vẫn dịu dàng, không sao ngũ muội muội. Lý Thường Hỉ không nói nữa. Hùng giữ chừng mắt nhìn Lý Vị Ương. Lý Trường Nhạc đi tới nở nụ cười. Vỗ vỗ lên tay Lý Vị Ương. Nói, được rồi. Sau này mọi người đều là tìm muội tốt. Đừng khách khí như vậy. Phải rộng lượng một chút. Ngũ muội muội, chúng ta đi thôi. Tiên sinh còn đang chờ chúng ta. Tam muội muội, muội cũng nhanh đi gặp phụ thân đi không nên trì hoãn nữa, nàng ta nói xong. Mơ hồ có ý bảo vệ Lý Thường Hỷ. Lý Vị Ương nghe qua đã nhận ra, nhưng giả bộ như nghe không hiểu. Lý Thường Hỷ càng căm hận, lúc nàng ta đi qua chỗ Lý Vị Ương. Cố ý vươn chân muốn làm nàng vấp, Lý Vị Ương nhìn thấy rõ ràng mà coi như không thấy. Thẳng người đi qua chỗ các nàng, Lý Thường Hỷ đắc ý khóe miệng nhếch lên, chờ Lý Vị Ương bị xấu mặt trước mọi người. Ai ngờ không hiểu sao. Chỉ nghe thấy Lý Vị Ương khẽ kêu một tiếng. Sau đó Lý Trường Nhạc đứng bên cạnh cũng ngã. Hai người cùng ngã xuống ao bên cạnh. Lý Thường Hỷ bị dọa đến choáng váng. Đại tỷ, đại tỷ, Lý Thường Tiếu vốn bị bỏ rơi lại phía sau. Lúc này nhanh chóng chạy tới. Lý Vị Ương cả người là nước bùn. Thật giống một con vịt hoang từ trong hồ bò ra. Lúc nàng đứng dậy, lập tức đưa tay kéo cả Lý Trường Nhạc dậy nước ao chỉ đến hông các nàng chỉ cần đứng lên sẽ không có chuyện gì nhưng một thân váy áo xinh đẹp của lý trường nhạc lại dính đầy bùn búi tóc tán loạn như bị dọa đến sợ ngây người hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra lý thường hỉ không ngờ mình chỉ định làm lý vị ương xấu mặt chẳng hiểu sao lại kéo cả lý trường nhạc không may vào những người có mặt sợ tới mức nói không nên lời Lý Thường Tiếu nhanh chóng phân phó bọn nha đầu hoàn toàn ngây người bên cạnh, nhìn cái gì? Còn không mau đỡ Đại tiểu thư Tam tiểu thư lên. Lý Trường Nhạc cùng Lý Vị Ương người trước người sau bước ra khỏi ao. Trên người vẫn đầy nước bùn. Lý Vị Ương vừa bước lên, đã vô cùng oan ức nói, "Ngũ muội muội, muội không thích ta ta biết, mà muội sao có thể đẩy cả đại tỷ xuống ao chứ?" "Muội thật quá đáng." bỗng chốc ánh mắt mọi người dừng trên người Lý Thường Hỷ. Tuy thường ngày nàng ta ỉ vào lớn lên ở chỗ đại phu nhân. Lại thân thiết với Lý Trường Nhạc, cho nên tới giờ chưa từng đặt người khác trong mắt. Nhưng cục diện hiện giờ, nàng ta cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Nàng ta lẩm bẩm không có. Đại tỷ, muội không làm, muội chỉ muốn đẩy nàng ta xuống. Muội không biết là sẽ như vậy. Nàng ta nhìn về phía tỷ tỷ ruột của mình Lý Thường Tiếu. Tứ tỷ, tỷ nhìn thấy có phải không? Tỷ nói giúp muội một câu, muội không đầy đại tỷ xuống mà, chính là Lý Vị Ương, nhất định là nàng ta. Là nàng ta kéo đại tỷ ngã xuống. Lý Thường Tiếu đúng là có nhìn thấy Lý Thường hỉ duỗi chân làm Lý Vị Ương vấp, nhưng lại không thấy rõ động tác gì của Lý Vị Ương. Vì sao cả đại tỷ cũng ngã xuống? Đại tỷ là trái tim của đại phu nhân có chút sơ suất nhỏ tỉ muội mình chỉ sợ đều sẽ bị lột ra. Lúc này nàng biết chuyện lớn rồi, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, vẫn nhanh miệng nói, đại tỷ, thường hì chắc chắn không cố ý. Lý vị ương cúi đầu xuống, bộ dáng thật tủi thân, đại tỷ, đều do muội không tốt, nếu không phải muội chọc giận ngũ muội muội, sẽ không liên lụy đến tỷ, nói xong, nàng cúi đầu chủ động dùng siêm y của mình trả lau cho lý trường nhạc không vết tích lau đi một dấu chân trên làn váy lý trường nhạc vừa rồi lý thường hỉ ngáng chân nàng nàng lập tức mượn nước đẩy thuyền cố ý đạp lên váy lý trường nhạc rồi kéo nàng ta một cái làm nàng ta cùng mình ngã xuống ao ánh mắt lý trường nhạc do dự giữa lý thường hỉ và lý vị ương trong lúc hỗn loạn nàng chỉ mơ hồ cảm thấy có người túm lấy mình lại không rõ rốt cuộc là ai làm. Lý Thường hỉ thẹn quá hóa giận, chỉ vào Lý Vị Ương kêu to, ngươi còn giả bộ đáng thương cái gì? Đều tại ngươi làm hại. Nói xong, định nhảy qua bắt lấy cánh tay Lý Vị Ương. Đám nhà đầu chưa bao giờ thấy các tiểu thư luống cuống như vậy. Nhất thời sợ đến choáng váng. Lúc này, mọi người nghe thấy một giọng nói uy nghiêm, các ngươi náo loạn cái gì ở đây? Mọi người quay lại, đúng là Lý thừa tướng đứng cách đó không xa lập tức ngây người